Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo khoản 42, điều 2 Nghị định số 28 năm 2017 của Chính phủ, hành vi treo, dán, vẽ, quảng cáo sao vặt các sản phẩm dịch vụ trên cột điện, cột đèn giao thông, trên tường, trên hạ tầng các công trình giao thông sẽ bị xử phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Quy định đã có, nhưng việc kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các đối tượng có hành vi quảng cáo sao vặt của các cơ quan chức năng còn gặp nhiều khó khăn. Đường DH34 qua xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ vừa hoàn thành thi công đưa vào sử dụng từ tháng 2 năm 2024. Đường được trồng cây xanh, lát gạch vỉa hè rất đẹp. Tuy nhiên, ngay sau khi tuyến đường hoàn thành lại xuất hiện những hình ảnh xấu xí, mất mỹ quan. Bức tường đẹp như thế này mà họ viết bậy viết bạ lên này là tôi cũng bức xúc, vì họ ra tranh chỗ đây, họ bán hàng hay họ làm gì chúng tôi cũng biết. Đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, mặc dù chưa hoàn thiện thi công các hạng mục nhưng cũng xuất hiện rất nhiều số điện thoại giới thiệu dịch vụ cứu hộ trên giải phân cách đường. Những số điện thoại này được viết nguệch ngoạc, dày đặc, kéo dài hàng chục km trên đường. Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên, từ cột đèn giao thông cho đến các trụ điện hay cả cây xanh ven đường, bất cứ nơi nào có chỗ trống đều trở thành điểm dán quảng cáo sao vặt với đủ các loại hình, kích cỡ được treo, được bày la liệt, chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và cháy nổ rất cao. Để lập lại trật tự đô thị, thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường ra quân tháo dỡ, xử lý quảng cáo sao vặt trái phép. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn do chế tài xử lý vi phạm vẫn còn chưa nghiêm khắc và chính quyền các địa phương chưa quyết định xử lý. Tất cả các cái hoạt động về quảng cáo bán hàng giao vặt, chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho công an phường, rồi ban bảo vệ dân phòng thực hiện cái việc là duy trì cái thời gian tất cả những cái biển quảng cáo giao vặt ở tất cả các tuyến đường, thì chúng tôi sẽ cương quyết là xử lý thu giữ toàn bộ cái biển quảng cáo đó và sẽ xử lý theo cái quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương của từng khu phố, từng huyện, thị xã có những cái tuyến đường mà quảng cáo nó mất cái mỹ quan, thì một là phải tuyên truyền cho địa phương thực hiện tốt cái luật quảng cáo và mỹ quan của đô thị như là thành phố, thị xã và thị trấn, thị tứ để đảm bảo được những cái mỹ quan. Trên cơ sở đó thì những cái hành vi và của các cái chủ quảng cáo thì hiện nay là phối hợp với chính quyền địa phương là cũng chưa được kết hợp được rõ ràng. Chúng tôi có văn bản để gửi các yêu cầu các đơn vị về làm việc để chấn chỉnh những cái việc để thực hiện tốt cái luật quảng cáo nhà nước đã quy định. Hiện nay thì nhìn chung là chúng tôi cũng chưa phạt mà mới giao cho chính quyền địa phương xử lý và báo cáo về Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Việc xử lý tình trạng quảng cáo sao vặt trái phép không chỉ trông chờ vào việc tuyên truyền mà cần phải có chế tài xử lý nghiêm các đối tượng có sản phẩm quảng cáo. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, lĩnh vực văn hóa và thông tin, mà còn là trách nhiệm của chính quyền các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.